phải đổ bỏ. Và những cái quả thanh long này thì bà con phải cho những cái động vật ăn hoặc là bò ăn. Ngày hôm qua thì mình với anh Bùi Hồ chứng kiến cảnh là một số nhà vườn thì phải cho đổ cho cá ăn luôn. Và đây là những quả thanh long mà gần như là bị hư rồi. Nó vốn à, vốn là gần cả trăm triệu, vốn là một mẫu đó gần cả trăm triệu tiền vốn. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì mình với anh Bùi Hồ đang có mặt tại một cái vườn thanh long của một chị gái nằm ngay tại xã Phú Ngãi Trị thuộc huyện Châu Thành ở tỉnh Long An. Và những ngày qua thì vườn thanh long của chị á thì không còn cách nào khác là chị phải đổ bỏ. Và những cái quả thanh long này thì bà con phải cho những cái động vật ăn hoặc là bò ăn. Ngày hôm qua thì mình với anh Bùi Hồ chứng kiến cảnh là một số nhà vườn thì phải cho đổ cho cá ăn luôn. Và đây là những quả thanh long mà gần như là bị hư rồi, bán thì cũng không bán được. Chị phải hái cho gà ăn nè. Gà thì họ lúc đầu trước thì cho ăn là nó ăn được không chị? Ăn, ăn được. Đây là những cái trái thanh long mà nếu mà bán ra một ký như vậy chỉ có 1.000 đồng thôi à mọi người. Nhưng mà hiện giờ thương lái cũng không chịu mua luôn. Cô mình nghĩ rằng sẽ có cô chú anh chị nào khi mà xem clip này thì sẽ có những cái ý kiến trái chiều cho rằng là sự phí phạm, nhưng thực tế thì ở đây gần như là nhà nào cũng trồng thanh long. Những cái đứa nhỏ hoặc những ngư dân ở đây thì gần như là đã ngán ngẩm với thanh long rồi. Và riêng vườn của chị là đã 8 tấn hả anh Hồ? 8 tấn. Những cái con gà phải ăn những cái quả bất đắc dĩ như thế này nè. Chị tên gì ha? Chị tên Đầm. Dạ, chị Đầm. Mấy ngày qua thì vườn của chị Đầm như thế nào rồi chị? Vườn chị tiêu lái mà không ai vô hết, không ai ngó tới hết. Lái thì không mua mà kho cũng không mua luôn. Lái thì họ trả giá với chị là bao nhiêu tiền một ký thanh long hả chị ha? 1.000 đồng mà còn đòi lựa nữa. 1.000 đồng là lựa? Đòi lựa mà trong đó công cắt là hết. Công cắt công này công kia là hết khoảng 2.000 chi phí thôi. Mình thì khoảng 8 tấn thì nó khoảng bao nhiêu hecta thanh long hả chị? Thanh long của chị khoảng 9 công. 9 công gần 1 hecta. Mà chị qua đây đi ha. Mấy cái này là bị hư hết hả chị? Không, nó không có hư. Nó căng cứng chứ. Phong, những là vô hàng sức. Đây là vào mùa nắng á Phong. Dạ. Nên thành những trái thanh long này mưa xuống sẽ nứt vỏ và bỏ hết. Chỉ cần một đám mưa thôi là sẽ bỏ hết. Chín tới là vừa đủ vô hàng xuất khẩu nè. Dạ. Bây giờ không bán được. Cuộc sống nó rất giả. Chị lúc nãy có chia sẻ em cho em với Phong thì chị có nuôi một người con đang học ở Sài Gòn hả? Mà dạ. Giờ không có tiền đóng tiền học cho nó luôn nữa. Dạ. Vốn cái tính chi phí vô cái vụ này cắt lặng kiếm chút đỉnh lo cho nó mà giờ không và chắc buông xuôi luôn á. Tại vì đâu có đủ tiền đâu, giờ 8 tấn ra 8 triệu bạc nhắm đi tiền công cắt hết. Phải nói là 7 triệu cho là rẻ đi. Còn gì đâu, không còn gì hết. Trong đó vốn là gần cả trăm triệu, vốn là một mẫu đó gần cả trăm triệu tiền vốn. Nó lỗ là đủ thứ rồi. Hiện nay thì chị cần thu khoảng 7-8 triệu thôi để gỡ lại cái chi phí mà đã đầu tư vô hả chị? Chỉ cái chi phí là chỉ cái công thôi. Cái công mình ấy thôi chứ ngoài ra là lỗ hoàn toàn. Chứ chi phí là phải gần 10.000 một ký vốn đó. Dạ. Nói chung là chị đủ thứ hết. Giờ con cái học hành là tiền dai bạc hỏi tùm lum giờ mất tiền đó. Nhà chị có mấy người ha? Chị có hai người con à. Hai người con. Đứa lớn ra trường mà xin việc làm không được. Rồi đứa nhỏ thì đang học trên khu Tết đó mà giờ không có tiền đóng cho nó nữa. Nhà chị vất vả lắm. Nói chung là vất vả trước mắt. Mà hàng thì ra không được vậy đó. Tại vì anh cũng mất lâu rồi. Anh một mình chị nuôi con. Anh sao mất hả chị? Anh bị tai nạn giao thông. Em nhớ không lầm là học phí của trường Hu Tết á thì mỗi học kỳ như vậy là 20 mấy triệu. Học kỳ là 20 mấy triệu. Rồi chuẩn bị học kỳ 2 nè. Đợt 1 kỳ rồi chỉ còn trăm kiểu như là bươn trải được. Đợt này hoàn toàn mất trắng luôn. Một học kỳ trường Hu Tết đó mọi người là 24 triệu. Các cái học kỳ mà rơi vào những cái năm cuối á thậm chí là 50 triệu. Và hôm nay thì chị liên lạc với mấy anh em mình nhờ tìm giùm cái đầu ra. 8 tấn thanh long nếu chị bán á thì hiện giờ giá thị trường chỉ có 1.000 đồng một ký thôi. Đó là người ta họ mua theo xô á. Và nếu mà mua lựa thì 2.000 đồng một ký, trong đó chi phí cắt
cũng đã ngang ngửa với chi phí bán rồi. À, chi phí cắt với gánh lên trả chỗ là 2.000 rồi đó. Chị nói có những chỗ mua nước ép thì chỉ có 500 đồng 1 kg. 500 đồng phải chảo vô tới chỗ cho họ nữa. Mình phải cắt rồi chảo vô tới chỗ luôn. Trời ơi. Vậy thì chị hôm nay chị bán hai mẹ con đang cắt dưới chừng dài cho vài chục rổ đang chở đi bán vậy kiếm tiền. Chở vài chục gỗ để đi bán để qua ngày. Bán vô nước ép đó, đặng sống qua ngày chứ giờ để nó cũng nứt với cây. Thôi bây giờ vậy nè, mình đi mình vừa trò chuyện với chị và cho chị làm đi cho nó kịp hơi anh. Ok. Chị cứ làm đi rồi em cho chuyện chị luôn cho nó chị kịp. Vừa múc mùa dưới. Chị đi cả theo xuống dưới cũng được tại vườn rộng quá. Anh đi bộ được không chị? Được. Mấy anh em mình đi bộ. Dạ. Em cứ để cho bạn nó đi. Bán kiểu như là bán được như được cho tiền mua gạo mua bạc chứ vậy. Bỏ thì nó gọt trên cây. Lái họ không mua nữa ha chị ha. Không mua tại vì nói chung nó ra cũng không được em. Dạ. Chợ thì cũng bán chậm hàng xuất, bây giờ xuất thì vô ngày mấy tháng vậy thì được chút nè. Đó. Thanh long của mình thì được mấy mùa rồi, chị? Ngày 3 năm mấy rồi em mua mà đợt rồi á. Đợt rồi ngay cái đợt mà vô cây dịch bắt đầu là thanh long là không mua, bắt đầu chặt dưới gốc, chỉ chặt cũng có chục tấn dục dưới gốc hết trơn luôn. Chứ đâu có ai mua đâu, chỉ thị 15 tới 16 đó đâu có đi đâu được. Rồi phải bỏ tại chỗ luôn. Rồi bị mấy cây luôn, thành ra nó vất vả vậy đó. Nếu mà bán được 8 tấn này thì chị thu về khoảng giỏi lắm là 16 triệu đi ha. 16 triệu thì chị lỗ thì làm sao mà chị bán làm chi mất công vậy chị? Chứ bây giờ không bán giờ em chặt tại gốc thì nó phí, tại vì kiếm tiền đóng đất đi học cho nhỏ tới nè. Rồi nó báo đóng vào đợt 2 rồi. Giờ chuyện gì cũng phải lo con mình chứ. Được nhiêu được chứ giờ em biết sao giờ. Chứ lẽ giờ bỏ tại đó mình không có tiền đóng. Trời ơi. Một mình chị phải gánh 8 công 8 tấn, 8 tấn và 900 mét vuông. Những ngày qua thì em biết là chị khá là nặng đầu về cái đầu ra. Vậy thì con trai chị khi mà biết được rằng là mẹ đang gánh nặng về cái đồng tiền thì nó có tâm sự gì với chị không? Nó nói là nó đòi nghỉ để nó kiểu như là giao bảo lưu lại á. Chẳng thì sao nó học mà chị thấy tiếc, tại vì ráng cho nó đồng nó học chứ giờ bỏ một học kỳ nó còn phải nuôi lại nữa mệt lắm. Mấy năm rồi chị, năm mấy rồi? Học năm 2. Năm 2 rồi. Năm 3 rồi đó, có lẽ năm 3 mà năm đầu chị không có tiền đóng cho nó nghỉ luôn. Trời. Tại đó mình chị ở Thanh Long đang bị điêu đứng 2 năm rồi nha mọi người. 2 năm qua từ khi mà dịch bệnh nó hoành hành á. Năm ngoái thì cũng có một chút đầu ra khi mà một số cái lò bánh mì ở Sài Gòn họ thu mua để họ làm bánh mì Thanh Long. Nhưng mà năm nay thì gần như là điêu đứng luôn rồi. Tính đợt này kiếm bạn nói chung cũng kiếm tiền học cho nhỏ với cơm gạo Tết đồng mọi người cực lớn. Mỗi một tấn thanh long thì chị phải đầu tư cái chi phí gần 10 triệu đồng. Gần 10 triệu nó không gần 10.000 ký giống nếu mà hoàn tất đó em. Dạ. Hiện nay thì chị bán ra chỉ được khoảng 2 triệu đồng là giá cao. Vậy đó. 2 triệu đồng không đủ tiền là mẹ con tự cắt nha. Nếu mà muốn cắt rồi là cũng như vườn thanh long bay mất, của mình nó mất tiêu luôn đó. Muốn cắt bán là trả cho người ta. Em có ngại khi mà tụi em ghi hình vậy rồi chia sẻ không? Sợ em tự ti khi mà đi học với bạn bè á? Không có đâu. Bây giờ em cũng thông cảm chị, tại cảnh mẹ con nữa. Dạ. Em cũng hiểu hoàn cảnh, nó nói mẹ không có tiền thôi, con xin bảo lưu lại. Chừng nào có anh học, chị thấy tội nghiệp. Đây là những cái trái thanh long mà chị phải cắt đi bán nước ép. 500 đồng 1 ký. 500 đồng 1 ký nha mọi người. Bây giờ là phải đi cắt để đi bán nước này. Nhưng mà nếu như mà bán nước ép thì chị chỉ bán một ngày vài ba sọt thôi hả chị? Thì chịu khoảng chừng vài trăm ký đổ lại, tự hai mẹ con tự cắt. Tự lo đem ra ngoài tiệm nước ép luôn? Cắt rồi tự lên xe Honda rồi chở lên tới chỗ cho nó luôn đó. Tới điểm chứ chị? Tới múc mù dưới hai đứa con đang phụ dưới. Chứ có bà chị phụ và ba nhỏ cháu phụ mà nó thấy tội nghiệp, nó không lấy tiền luôn. Nó không lấy tiền luôn, phụ công cắt công không lấy tiền luôn. Vườn của mình thì chỉ bên đây. Những cái trái này em thấy size nó hơi nhỏ. Thì nó cái này có lớn có nhỏ, đầu con thì nó cũng có lớn, dạ ruộng thì nó nói chung là vậy đó, vườn không khi nào mà nó đều. Nó có lớn có nhỏ vậy. Cái cuốn ở đây em thấy là cuốn mình khá là xanh. Xanh. Vậy xanh, thì cũng xanh. Thời gian qua là chị có vuốt cuốn không? Có chứ. Có tốn tiền dữ lắm, vuốt ngoài chứ. Nói chung là chị cũng không có xịt thuốc ấy nhiều thì cũng phải vuốt cái tay xanh mới giữ được cái trái. Tổng thanh long ở đây
từ đó đến giờ chị có vay nợ hay như thế nào không chị? Để xây dựng cái vườn này không? Có chứ, chị phải dài chứ. Nhờ nó có tiền mới làm, nhờ là nó té ra lợi mà không ngờ mấy năm nay nó bị dịch. Dài mượn làm chứ bản thân đâu có tiền mà. Giờ ruộng đó thì ông bà nó để làm cái ruộng không, phải đổ công. Mùa này thì chị bán được 8 con thanh long. 8 tấn thì chị bán được có 8 triệu à. Chắc chắn là không đủ học phí cho con không mình đủ, không đủ. Vậy thì chị nhắm là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Qua Tết thì phải chuẩn bị học kỳ mới, phải đóng tiền. Thì làm sao để có tiền cho cháu à? Giờ chị cũng không biết sao nữa, chị đang rối chết luôn á. Không ngủ được luôn á. Mấy ngày qua thì tâm trạng chị như thế nào? Chị nói chung là không ngủ được, bất ổn dữ lắm. Kiểu như cái đồng tiền mình quay vốn đâu quay của người ta rồi giờ không biết lấy đâu trả người ta lớp con cái học hành. Rồi cuộc sống tới rồi đủ thứ chuyện đó là Tết nhất tới chị chưa nghĩ tới luôn. Có một điều là chị đã thu hoạch được 3 mùa nhưng mà trong đó thì 2 mùa là bị ủng ứ. Còn cái mùa đầu tiên thì chị mùa đầu tiên là cũng như đủ kiểu như đầu tư vốn ra mà chưa lấy lại được. Dạ. Nói chung là vậy đi. Bây giờ thì để cho chị làm cho nó kịp mà thu hoạch nha mọi người. Tại vì để thêm càng nhiều ngày thì trái thanh long nó càng bị hư và cũng không có tiền. Còn ở kia là chắc là người nhà chị ha. Người nhà cắt dùm không cắt dùm, không lấy tiền luôn. Không lấy tiền luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi vào vườn cho mọi người cùng xem. Đây là những quả thanh long. Trái loại 1 luôn. Que rất là xanh. Nếu như xuất khẩu được thì bán được giá mười mấy ngàn đồng một ký. Hôm đó là lái nó vô 19 ngàn đó. Mà bây giờ thì bán giá 500 đồng, chị lấy nước uống thôi. Chị cứ đó. Cắt cho nó kịp chị cứ cắt cho kịp chị. Nhà của chị nó đẹp dữ lắm mà tại vì nó không lấy tôi thấy là không có một bọn rớt nè, tôi thấy là bóng lưỡng là đạt hàng loại hàng xuất không. Hôm nay thì chị cắt để mà chị bán cho những cái người bán nước ép hả chị? Đó em thấy hàng loại 1 hay 2 xong giờ phải bán vậy đó. 500 đồng một ký. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô cắt sáng giờ đó hả chị? Cắt phụ sáng giờ đó. Phụ sáng giờ. Hai mẹ con lết không biết chừng nào cho rồi giờ muốn cắt dầm đó. Cắt dầm luôn hả cô ha? Cắt dầm luôn á, chứ không có lấy tiền đó. Dạ. Thấy tội nghiệp quá. Mở khoan, mở khăn. Dạ. Ba quay cho thấy. Ôi ơi. Thấy khổ không đó vậy á. Lỗ không biết bao nhiêu nói luôn bây giờ cứ miệng thì cười vậy chứ trong bụng thì nó thúi nó rầu chín ruột chín gan luôn vậy đó. Nếu như mà mình treo cây á thì mùa sau cây nó sẽ bị xì đúng rồi, nó rút dinh dưỡng vô cái trái đó, thành ra không treo được. Giờ nhiều cũng phải cắt bán cái dây nó lợi sức. Dạ. Với lại kiếm cơm gạo hàng ngày. Dạ. Chứ giờ đổ bỏ thì cũng không có gạo ăn thì vậy đi, khổ trăm bề luôn. Đầu tư ra một vườn thanh long em biết đâu phải ít đâu. Mà giờ tới Trung Quốc không lấy vốn được gì ráo. Mất trắng luôn rồi đó. Mất trắng luôn. Cái vườn của chị nếu như mà để 1-2 ngày nữa thì có một cái đám mưa xuống thì sẽ bỏ hết luôn. Nó căng luôn. Dữ rồi em. Tại vì neo hoài mà kêu lái hoài không được. Dạ. Em thấy giờ nó rất giả luôn. Mấy người hơn đợt này không có thì đỡ, như có thì chết. Mình đâu biết được, ai cũng muốn kiếm sống hết. Con trai chị đâu ta? Thiện ơi! Thiện! Mấy anh kiếm nè Thiện! Của mình ngưng xong đèn lâu chưa chị? Ngưng xong đèn lâu rồi. Nay từ lúc mà xong đèn tới bữa nay là trái nó là khoảng 2 tháng mấy chứ. Gần 20 ngày hết em ba. Gần 50 ngày chứ. 50 ngày. Mình ngưng xong đèn là lý do là mình hết chi phí hay là cây đến thời điểm này mình phải ngưng hả chị ha? Tới thời điểm phải ngưng chứ em. Dạ. Thời điểm phải ngưng. Đây là con của chị ha. Học Tết thằng em bên kia còn mẹ ra trường rồi nè mà chưa ấy được. Bây giờ mình có việc làm chưa? Vẫn đang làm việc làm cơ khí ở Đồng Nai nhưng vì ở quê này thì đợt dịch này ngưng ở ngoài công việc ngưng thì nhìn mình đi dụ giúp gia đình. Gia đình hiện nay thì cái đợt trái này đó thành ra là nó bị vướng cái đợt này, thành ra là cũng gia đình cũng đang rất là khó khăn. Có nhiều trái thì đã tới lứa rồi, thành ra là lúc này cũng nói chung là khó khăn. Nãy giờ thì cũng nghe được chị chia sẻ rất là nhiều, có nghĩa là cái vườn thanh long này là mục đích là làm sao mà bán được để có học phí cho con của chị. Thì chắc em đang lu bu ái thanh long ha, mình gặp em để mình trò chuyện xíu anh Hồ. Hiền ơi,
Hiền à, ơi qua nói chuyện với anh chút của con. Anh bên đây là có gia đình chưa? Chưa có gia đình luôn sống hả? Sống cô vậy cái nó không dám có gia đình. Dạ. Nghề nghiệp cũng chưa ổn định nữa, thành ra nó không dám có gia đình. Vậy thì nhà mình là có ba người. À ba người. Ba người, một chị với lại hai người. Dạ. Chị với hai người con. Coi như là tất cả đều trông chờ vào cái vườn thanh long này. Đúng rồi đó. Nãy giờ nó vậy đó. Hai năm nay rồi. Mình cắt không để bị lãi đúng không? Một điều mà Phong biết sao không? Nhà chị thì không có người chồng của chị đã mất rồi. Không còn trụ cột, nhưng mà một mình chị trồng cái vườn thanh long này để mà nuôi hai người con của mình. Nhắc một cái cánh tử nha. Còn mà cắt là nó bị chóc cái vỏ là bị hư ha. Vỏ là bị hư, nó mau. Phong biết không? Nó giữ nước. Chị chia sẻ nó gặp tụi em á thì chị cười vậy đó, chứ trong lòng của chị là đang bối rối lắm, đang là chín ruột chín gan. Tiền của ra đây hết trơn rồi. Hiền ơi qua nói chuyện với anh chút đi Hiền. Chắc hơi ngại thôi. Mình cũng hiểu cái tâm lý. Mình hiểu tâm lý là sinh viên gặp tự ti bạn bè. Nhưng mà nãy giờ thì qua điện thoại á, mình trò chuyện với chị thì cũng không biết là chị phải vất vả nuôi con như thế này. Thì hy vọng cái đoạn clip này chia sẻ sớm cho bà con cô bác nào mà muốn mua hỗ trợ giá giùm cho chị gái á, thì hy vọng rằng giúp cho chị bớt cái gánh nặng và lo được cái học phí cho con. Rất là cảm động khi mà biết được rằng cái vườn thanh long này hiện giờ là chị đã lỗ lắm rồi, nhưng mà vớt được đồng nào hay đồng đó hả chị. Dạ không đâu chị. Dạ dạ. Ôi chị muốn gửi lại luôn rồi. Lại. Rồi bây giờ nếu trường hợp mà em bán được thì chị cũng mừng. Nếu mà chị cũng cầu mong cho em bán được chị. Dạ thôi thì mình sẽ kết thúc clip ở đây nha Phong nha. Rồi. Dạ em chào chị. Dạ.